Tập 1. Tập phim Phượng Hoàng Bóng Đêm. Còn thời gian nữa, mình sẽ bị phát hiện trong chốc lát nữa thôi. Được rồi, xem nào, để mình đoán. Đúng rồi, không phải. Mình phải nghĩ một chút. Phải rồi, tìm phía bên trái thì sức mạnh sẽ... Chờ chút, nếu mình nói ba, bạn ấy quay lại, phép thuật sẽ hội tụ. Phải rồi, mình chắc chắn cách này sẽ giúp chúng ta có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này. Ôi trời, mình hy vọng nó tốt hơn kế hoạch tồi tệ của bạn lần trước. Và Pip và Digit sẽ không ở giữa nữa. Digit bên phải, Pip bên trái. Mình sẽ đến 3, sau đó tất cả chúng ta sẽ chuyển vị trí và hội tụ năng lượng để tạo ra một phép thuật kỳ diệu phá bức tường. Dù sự di chuyển đã phối hợp này ít nhất cũng duyên dáng phải không? Im lặng nào, có người đang tới. Là ai vậy ta? Mình cũng đang thắc mắc đây. Ai vậy? Layla, chị không sao rồi. Tụi em nghĩ chị cũng bị bắt đấy. Phải, chị đã bị bắt bởi những sinh vật đáng sợ đó hả? Xin Phượng Hoàng, may mắn chị đã thoát khỏi ra cửa sổ phòng giam của mình. Ôi không, chị làm nhiều việc nguy hiểm quá. Tiếp sao rồi, bà ấy ổn chứ? Dạ, bà ấy không sao. Chắc chị lo cho bạn ấy lắm. Dù sao bà ấy cũng là Pixie của chị mà. Biết thật không phải khi tiếp khách như vậy. Thức dậy đi, xem ai tới kìa. Hả? Bà ấy nói rất vui được gặp chị. Ít nhất là như vậy. Cảm ơn Digit, nhưng không còn thời gian tán gẫu đâu. Chị có thể tự mình đưa tụi em ra khỏi đây không? Chị không biết bằng cách nào, nhưng chị sẽ không rời khỏi đây mà không có các em. Vì yếu quá nên chị không dùng phép thuật được. Em nghĩ chìa khóa mở cửa trên bức tường kia. Có lẽ vậy. Layla, chị không sao chứ? Chị ổn mà. Chỉ là Phượng Hoàng đã hút một sức mạnh của chị. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Nhưng cánh của tụi mình bị nhựa đường bao phủ rồi. Chúng ta không thể bay được. Các em sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Không có cách nào để Pixie thoát được. Mình hoàn toàn đồng ý. Chị không thể leo trèo như vậy được. Và cũng khá yếu để bay. Kiếm cầu thang vậy. Vậy, đây chính là con bé dám trốn thoát khỏi pháo đài của ta sao? Lũ Pixie vô dụng. Các ngươi nghĩ sẽ an toàn với con bé đó sao? Được bao lâu đây? Và dành cho ngươi nè, tiền nữ dung dịch, ta sẽ ngăn cản người bằng quái vật rất sắc bén. Thức dậy đi nào, quái vật bóng đêm. Chú ý tới lời triệu tập của chủ nhân ngươi. Con mồi của các người đang chạy tới cửa chính. Nếu muốn làm gì con bé đó cũng được, nhưng ta cần các Pixie còn sống. Chúng ta làm được rồi. Chính xác, chúng ta đã đang ở phía trên núi đá. Ta có thể ra ngoài từ đây. Chờ chút nhé mọi người. Mình sẽ bật găng tay phép thuật để có thể quyết định. Ôi, không được rồi. Mình nghĩ kia là lối ra, nhưng phép thuật của mình cũng yếu quá rồi. Phải đó, mình cũng cảm thấy kiệt sức tới nỗi chỉ nói được thôi. Nó nhắc cho mình nhớ, bạn biết không? Ren, không phải lúc này, tán gẫu sau nhé. Ôi, mình bị dính hết rồi. Một tên đã bị hạ, hay lắm. Đừng ăn mừng vội. Ít nhất ta có thể cổ vũ cho chị Layla. Chị Layla, cố lên, cố lên. An toàn rồi. Ôi không, là Phượng Hoàng kìa. Trời ơi. Còn bé tội nghiệp, người không thoát nổi đâu. Chỉ cần đưa lũ Pixie đây. Không bao giờ, ta sẽ không để người bắt được. Ta thấy người khá can đảm đấy, nhưng đã tới lúc phải trả giá rồi. Sao lại như vậy được? Người phải đuối sức rồi chứ. Không dễ dàng đánh bại được tiên nữ đâu. Phải không đó? Ôi không. Tạm biệt tiên nữ nha. Không thể nào sống sót được từ độ cao này. Chà, mọi thứ thật tuyệt vời. Mọi người tại Amphir đều sẵn sàng cho bữa tiệc rồi. Những người khác hả? Chị không biết. Họ đâu vậy? Có lẽ họ Tecna kìa, 2,5 cho 1 mét. Tito, Musa kìa. Bảy đang thổi kèn. Âm thanh nghe hay quá. Nè Musa, bạn có nhìn thấy Flora không? Có chứ, tất nhiên là bạn ấy ở phòng hoa rồi. Hi Flora. Flora, nơi này đẹp quá. Lần này bạn làm tuyệt lắm. Bạn nghĩ thật vậy sao? Bạn muốn giúp gì không? Không sao đâu, mọi việc trong tầm kiểm soát của mình. Vậy hả? Có lẽ Stella cần sự giúp đỡ với công việc vặt của bạn ấy. Bạn có nhìn thấy cô ấy đâu không? Lần cuối mình nghe thấy là bạn ấy đang phải đi làm một việc rất quan trọng. Phải thử ngay mấy thứ trong tủ đồ mới được. Sao việc này lại xảy ra với mình chứ? Stella, bạn có ổn không? Mình không ổn. Đúng là bừa bộn quá. Thân thiện chút đi, tới giúp mình đi nào. Stella, có chuyện gì vậy? Nghe này, chỉ còn 2 giờ nữa để mình lựa chọn bộ cánh hoàn hảo. Giờ thì mình đã tìm thấy cái thích hợp nhất để mặc, nhưng lại thấy cái khác nữa. Bloom, hãy giúp mình chọn đi. Stella, sao mình giúp bạn được? Bạn là ngôi sao thời trang mà. Bạn phải dùng phép thuật để sắp xếp phòng cho gọn gàng đấy. Như vậy có sao đâu. Mình phải tới nơi thật sự cần mình đây. Đi nha. Không, đừng đi mà. Stella, bộ đồ của bạn ổn rồi. Mình thật sự cần bạn giúp đấy. Bạn mặc bất cứ đồ gì đều đẹp hết. Tin mình đi mà. Nhưng lâu lắm rồi mình mới dự tiệc với Brandon. Mình không nhớ nói anh ấy đã nhìn thấy mình mặc bộ đồ nào rồi. Chẳng có ai cần mình giúp hết. Ta có thể chén đầu phòng rồi. Hả? What was that? Cái gì vậy? Hey there. Xin chào. Bạn nhỏ dễ thương. Đừng lo, ta không làm ngươi bị thương đâu. Ngươi là thứ cần phép thuật phải không? Tới đây đi nào, chú người nhỏ đáng yêu. Bắt được rồi. Nè. Nè, chờ chút. Mình không nghĩ mình đã tới nơi này trước đây. Mình không biết đang ở đâu, nhưng mình cho là mình đã ở gần tòa tháp Tây Nam. Và cá là người đi xuống đây. Nó đâu rồi? Chắc nó đi xuyên qua tường rồi. Một cánh cửa. Nó có thể ở chỗ này. Chà. Bạn có thể giới thiệu bản thân mình không vậy? Thật không thể tin được. Tôi nghĩ rằng thư viện của Amphir cũng không thể so sánh được với nơi này. Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy nói về nó? Đó là vì không có bất kỳ ai được biết tới nó. Nhìn cô kia. Đầu tiên cô trà tấn Pixie cá ngựa của tôi, và giờ thì lén lướt vào phòng lưu trữ phép thuật bị cấm. Tôi không thể hiểu được hết những việc này. Tôi là Pixie Concordia, và những thú cưng phép thuật này là bạn của tôi. Dễ thương ghê. Công việc của tôi là chăm lo phòng lưu giữ phép thuật cho Faragonda và giữ cho những học sinh ồn ào. Cô tránh xa nơi này. Ít nhất cô cũng phải tự giới thiệu mình chứ. Tôi tên là Bloom. Vô tình tôi đến chỗ này. Mà Pixie là gì vậy? Chúng tôi là Pixie sinh ra phép thuật. Chúng tôi thường giúp các tiên nữ chống lại cái ác và thực hiện phép thuật của họ. Các bạn giúp tiên nữ sao? Đúng vậy. Thực tế một số tiên nữ và Pixie có sự liên kết sâu sắc, như là có tình cảm với nhau. Sau đó hai người họ không thể tách rời được, giống như chị em gái sinh đôi. Thật sao? Nó gọi là sự kết nối. Đây là một vị rất đặc biệt của Pixie. Ước gì tôi cũng có một Pixie của riêng mình. Còn bạn thì sao? Bạn gắn bó với cô Faragonda phải không? Không, không phải. Tôi gắn kết với cả nơi này. Gắn bó với căn phòng này cô đơn lắm phải không? Không phải đâu. Hơn nữa tôi có những thú cưng phép thuật để làm bạn mà. Chúng được gọi là thú cưng Pixie. Chúng sống cùng ta và sử dụng khả năng của mình. Ôi không, thời gian. Có chuyện gì vậy? Chuyện lớn rồi. Tôi sẽ trễ bữa tiệc mất. Vậy thì đi đi. Bạn của bạn đang đợi đấy. Bữa tiệc bắt đầu rồi. Thật là kỳ cục. Vì gì khiến Bloom lâu như vậy nhỉ? Mình phát mệt vì phải đợi rồi. Mình chuẩn bị thành người chuyên gia dự tiệc trễ rồi đó. Mình đang tới đây. Xin lỗi vì mình tới trễ. Bạn nên tới sớm hơn. Có chuyện gì hả? Bạn có sao không? Phải đó Flora. Mình nghĩ đã làm được kỷ lục mới về điện hay rồi đấy. Cảm ơn Kiko. Các bạn thấy tóc mình ổn chứ? Mình có thể nói không? Chắc chắn rồi. Là sắp đi phải không? Mình đã cố gắng. Chờ chút nào. Mình xinh đẹp như vậy là có lý do đó. Nghe kìa. Giờ đâm thanh đó không? Có vẻ như là cái anh hùng đấy. Nhanh lên nào Stella. Chờ chút. Bạn biết không thể ép chuyên gia mà. Họ đang tới kìa. Đâu rồi? Vui thật đấy. Mình đã nghe thấy gì đó mà. Mình cũng vậy. Hai tụi mình đều nhầm sao? Nè họ kia rồi. Sky. Đi lên nào Brandon. Đáng thương, anh ấy suýt tông trúng họ. Có lẽ anh ấy thể hiện cho mọi người thấy xe mới của mình. Xin chào. Thôi nào Sky, cậu chính là người muốn xuất hiện hoành tráng mà. Sky, anh không sao chứ? Tất nhiên, thường xuyên hạ cánh như vậy, dễ đoán được là ai quá, phải không nào? Là Timmy. Chào các bạn, rất vui được gặp các bạn. Timmy, chào mời anh quay lại Anthea. Các anh tới theo cách như vậy chỉ để gặp tụi em hả? Không, anh tới thăm em thôi. Mặt trời à. Nhìn kìa, có vẻ như bữa tiệc bắt đầu rồi. Đi thôi, không chúng ta bỏ lỡ việc gì đó. Rất vui mừng chào đón các giáo sư và các học viên. Sau khi chiến đấu chống lại quân đội hắc ám, có rất nhiều việc đã hoàn thành để biến học viện của ta thật lộng lẫy. Chúng ta thật sự cảm ơn sâu sắc cụ thể một tiên nữ dũng cảm. Nên, em có thể lên sân khấu được không? Bloom, tuyệt quá, phải đó. Bạn lên đi Bloom, mọi người đang đợi bạn đấy. Không, đợi chút. Hay lắm, tự nhiên hơn rồi. Giờ bạn có thể tỏa sáng trước những người bạn của mình rồi. Không, chúng ta là Winx và chúng ta sẽ cùng nhau lên đó. Mình không thể làm gì nếu không có các bạn. Bạn nói thiệt hả? Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau lên sân khấu. Đây, cầm giùm mi. Và bây giờ, tôi tuyên bố khai giảng học viên tiên nữ Amphir. Mình mong toàn bộ năm học này sẽ được như vậy. Mình cũng vậy. Các người sẽ phải nói cho ta biết vị trí của ngôi làng Pixie. Người không có quyền truy cập dữ liệu của bọn ta. Thật sao? Nè, để bạn ta yên. Đồ đáng ghét. Giỏi lắm. Digit, Lockette. Ta đã có thể cảm nhận được sức mạnh phép thuật của các ngươi. Phép thuật của các ngươi là của ta. Giờ tới lượt những làng khác. Ta sẽ hút năng lượng của từng người một cho tới khi nói ta biết làng các ngươi ở đâu. Đó là nơi các người cất giấu Codex phải không? Để họ yên. Now speak. Nói đi. Hay phải chịu đau đây. Bloom, em yên lặng vậy. Mọi việc ổn chứ? Em ổn mà Sky. Em đã có một cuộc phiêu lưu nhỏ. Có chuyện hả? Sao em không gọi cho hoàng tử thân thiện ngay kế bên này vậy? Không phải bất cứ cuộc phiêu lưu nào cũng có quái vật đâu anh. Sẽ là chuyện gì vậy? Thực ra đó là một câu chuyện thú vị. Và đó là một kiểu không được nói với bất cứ ai. Anh là bất cứ ai đó hả? Bởi chẳng biết mặc đồ đúng mốt gì hết. Em phải sửa đó. Em vẫn cảm thấy không thoải mái lắm khi biết sự thật về cha mẹ đẻ của mình. Em có thể tin tưởng nhóm người hôm nay mà. Bạn có nhìn thấy trang phục ấy không? Mái tóc đỏ khiến bà ấy giống trụ nước cứu hỏa quá. Xem nào, Tecna, hai bạn đi đâu vậy? Tecna chỉ cho tôi phòng mô phỏng xây dựng như thế nào. Đúng rồi, vào thời điểm này mình có thể nói được gì nữa đây? Và luôn vậy mà Stella, đúng là Stella bà ấy luôn nói cuối cùng. Nè các cậu, trễ rồi đó, chúng ta cần phải quay về Red Fountain thôi. Nè Bloom. Có gì đó không ổn với mấy cái cây. Làm việc các anh. Gì vậy? Bạn đi đâu vậy? Trời ơi, bạn không sao chứ? Bloom, cô ấy có ổn không? Cô ấy ổn, chỉ bị kiệt sức thôi. Thôi nào, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Thứ gì vậy ta? Trông có vẻ là... một Pixie phải không? Là một Pixie. Thì sao cô ấy lại có Pixie này vậy? Cô gái này là ai? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Tập 2. Tập phim nhiệm vụ của nhóm Trix cũ. Worthless Pixies vô dụng. Tới lúc phải trả giá vì những gì người đã lấy. Còn bé đáng ghét. Đưa các Pixie đây. Không bao giờ. Các Pixie. Còn dễ gì đánh bại tiên thôi. Thật vậy sao? Người không còn đủ sức để đứng vững nữa đâu. Dù sao đi nữa, hãy cho ta biết ngôi làng Pixie ở đâu đi. Không bao giờ, không bao giờ. Không có kẻ nào sống sót được khi rơi từ độ cao này. Vĩnh biệt nhé tiên nữ. Không. Bình tĩnh đi nào Bloom. Mình biết là cô ấy đã bất tỉnh cả ngày rồi, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi. Được rồi, nếu chúng ta thức trắng đêm với cô ấy, hãy nói về chuyện này đi. Cô ấy có người yêu chưa nhỉ? Sao chúng ta không nói về bạn gái của Brandon nhỉ? Ai là bạn gái của Brandon hả? Là bạn mà Stella nhớ không? Mặt trời sẽ mọc chính xác trong 12 phút nữa. Ôi không, chúng ta chưa hề ngủ chút nào để đi học ngày mai đó. Ý bạn là hôm nay hả? Đừng lo, chúng ta có thể tranh thủ ngủ một chút trước giờ học mà. Đúng rồi đó Stella. Bắt đầu năm học mới rồi. Phải rồi, đi ngủ nào quý cô. Không nói về các chàng trai nữa. Đừng lo mà Bloom, cô ấy sẽ ổn thôi. Khó mà có thể tin được, phải không? Những người này lại là tội phạm đấy. Tôi không thể hiểu được sao họ lại được đi lại tự do như vậy. Họ đang cải tạo chứ không phải là tù nhân. Có lẽ vậy, nhưng những người này tự do hơn chúng ta đấy. Nhưng anh không thấy sự bình yên và tĩnh tâm đã làm được gì đối với họ sao? Tôi không nghĩ nó hiệu quả với tất cả mọi người. Anh đã nói chuyện với ba phù thủy trẻ mà bà Faragonda gửi tới chưa? Rồi, họ la hét ngày này qua ngày khác, không có bất cứ tiến bộ nào so với những người khác trong tu viện này. Họ không thể nào cải tạo được. Anh trai, không người nào trong vương quốc này như vậy. Đây là lần thứ ba chúng ta đi qua chỗ này và quay lại nơi bắt đầu đấy. Vô dụng thôi, chúng ta không thể nào ra khỏi đây được. Nếu sử dụng phép thuật ở đây thì chúng ta thoát ra nhanh rồi. Em mệt rồi. Xin chào quý ông, quý cô, cùng các em bé và bây giờ là anh trai Tito Ross. Từ đài dự báo thời tiết, dự báo thời tiết cho hôm nay và ngày mai là bầu trời trong xanh với những ngọn gió Tây Nam trong lành, nhiệt độ ổn định khoảng 25 độ C. Cũng là thời tiết tương tự như vậy trong vài năm tới. Cảm ơn anh trai Tito Ross và giờ hãy quay lại với chương trình âm nhạc của chúng ta. Đủ rồi đó. Em sát ngang với cái loa phát thanh này rồi. Stormy, bạn thấy đó, cơn thịnh nộ không chỉ khiến cho bạn hành động xấu, mà còn làm cho bạn có những ý nghĩ độc ác. Hãy luôn nhớ, không được nóng giận, không nghĩ việc xấu. Nhưng thưa ngài Dixon, ngài bảo chúng tôi phải ghép bạo lực. Chúng tôi chưa bao giờ như vậy cả. Không đâu Nassie, hãy nghe này, tôi cực kỳ ghét cô ta. Thật là đáng tiếc, người kết thúc rồi tiên nữ bé nhỏ. Đưa nó cho bọn ta, người phải tấn công. This is it. Là như vậy đó, không kẻ nào ngăn cản được bọn ta. Stormy, cô đã nhìn thấy những gì ta hiển thị chưa? Rồi, tôi liên quan tới nó, những hình ảnh liên kết quá khứ. Giỏi lắm Stormy, cô đang phát huy tốt đấy. Hãy làm những việc cô mong muốn ở đây. Bây giờ là tin tức. Chào mừng đến với phần kể chuyện, phần mới tiếp theo trong câu chuyện hay nhất của chúng tôi. Phải có cái nút tắt đi chứ. Người đã quay lại vào sáng nay. Đủ rồi đó. Em đi Stormy, sao cô lại bế tắc vậy? Phải suy nghĩ lạc quan ở đây. Phải suy nghĩ lạc quan ở đây. Không thể tin được, chị vẫn còn nghe thấy. Nó từ đâu tới vậy? Đừng mà. Dừng lại đi. Hãy để chúng tôi yên. Tôi xin thề, một khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ trở nên xấu xa hơn bao giờ hết. Thầy biết các em đang nghĩ gì. Thật là tuyệt vời khi tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cả. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hơn nữa, đó là bất khả thi. Là vì trong vũ trụ này, cuộc sống sẽ không tồn tại nếu không có bóng đêm. Khi bốn nguyên tố được hình thành tạo ra sự sống cân bằng với sức mạnh. Quan sát đi. Nói như thế nào? Giáo sư ơi, thầy cho tụi em thấy không có gì hết. Thấy chưa? Tôi giữ một chút ánh sáng chứa trong phòng này, nhưng nó chỉ biểu hiện sức mạnh của mình trong bóng đêm. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu ban đầu, kết quả sự tồn tại năng lượng tốt tạo ra sự cân bằng với năng lượng xấu. Thông thường, nó luôn cân bằng, nhưng thỉnh thoảng, sự cân bằng này lại là hơi lệch đi một chút. Động lực cân bằng giữa năng lượng ưu thế và năng lượng lặng. Bloom! Dạ thưa giáo sư, tôi biết đây chỉ là sự ôn lại, nhưng em cần nói trong bài học mới của mình đấy. Dạ em xin lỗi. Và em có thể cho tôi biết cái gì còn thiếu trong sơ đồ của tôi không? Em nghĩ Stella có đôi bông tai giống như vậy. Đủ rồi đó các em, có một năng lượng không liên kết mạnh hơn năng lượng tốt xấu này rất nhiều, nhưng nó chỉ biểu hiện trong những tình huống đặc biệt. Nè, cô ấy tỉnh rồi. Trời ơi! 4 ngày rồi. Đã 4 ngày rồi. Pip, Pip đâu rồi? Cô ấy khùng rồi. Cô ấy đếm được thời gian bằng cách nhìn tay mình kìa. Phải, cô ấy nói đúng mà. Ý nghĩa đấy, vết nhăn xuất hiện trên da cho thấy dấu hiệu của thời gian. Nhưng tất nhiên không phải là mình rồi. Không biết cô ấy tên gì nhỉ? Tụi mình vẫn chưa biết. Cô ấy có sao không? Chồng cô ấy không ổn lắm. Các em đừng lo. Bạn của các em sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Nhìn kìa, cô ấy tỉnh lại rồi. Tôi đang ở đâu vậy? Bạn đã an toàn tại học viện Amphir rồi. Bạn đã nằm mơ. Bạn đang tìm Pip. Bạn biết Pip hả? Nó đâu rồi? Nói cho mình biết là nó vẫn ổn chứ. Làm ơn hãy nói cho mình biết. Đừng lo, mọi việc ổn rồi. Pip là Pixie của bạn phải không? Bây giờ và Pixie có thể gắn kết với nhau như chị em gái phải không? Nó là người đầu tiên bạn nghĩ tới trong đầu khi tỉnh lại đấy. Nó đây này. Pip, tạ ơn trời. Chị nằm mơ thấy em đấy em yêu. Nhưng trong giấc mơ, em nói em không chỉ có một mình. Ăn trưa thế nào, xin mời. Stella, đừng ồn mà. Không, đừng mà. Thôi nào, đừng khóc nữa. Stella, bạn không cầm được bánh mì kẹp nữa. Gì chứ? Chào mừng đến với học viện Amphir. Đây chính là trường học của các bạn phải không? Đúng vậy, mình là Musa. Mình là Flora. Mình là Bloom. Còn mình là Stella. Mình là Layla. Và mình không thể cứu các Pixies. Các Pixies hả? Chúng có bao nhiêu người vậy? Một làng. Cả một làng sao? Bạn sống cùng chúng hả? Không hẳn, mình là bạn của họ. Bạn là bạn họ. Và sau đó, nè các bạn yên lặng nào. Chúng ta không nên làm phiền bà ấy. Nếu muốn bà ấy có thể kể mọi chuyện cho chúng ta sau khi khỏe hơn. Cảm ơn Flora. Mình chắc chắn cô Faragonda muốn nghe chuyện của bạn đấy. Mình cũng vậy. Viên kẹo này ngon đấy. Nhưng các bạn có thể gặp nguy hiểm khi vướng vào chuyện này. Dù có chuyện gì đi nữa thì tụi mình có thể giúp mà. Uống đi này. Nó sẽ giúp bạn lấy lại sức mạnh. Cảm ơn. Mọi việc cách đây khá lâu. Gia đình mình và các Pixie khá thân thiết. Hàng năm mình đều tới thăm họ. Nhưng lần này mọi thứ đều trống trơn. Các Pixie tới khu rừng bóng đêm để tham dự buổi lễ hàng năm. Chỉ có Lockette và Blackie quay lại mới biết tìm mọi người bị bắt cóc. Với một sinh vật hắc ám đáng sợ, các Pixies cố gắng tự mình chiến đấu nhưng không được. Lần theo dấu hắc yến mà sinh vật đó để lại, tụi mình đã phát hiện ra nơi giam giữ các Pixies. Vượt qua khá nhiều đường hầm, tụi mình tới một lâu đài dưới mặt đất rất to lớn. Sau đó, tụi mình gặp một thứ với sức mạnh khủng khiếp. Chủ nhân của những sinh vật đáng sợ đó. Và trông nó như thế nào? Một con chim to lớn. Một loại chim phượng hoàng kỳ bí và kinh khủng. Nhưng nó cũng có thể biến đổi hình dạng. Mình nhìn thấy nó biến đổi thành con người. Hiệp sĩ mặc áo giáp với những vuốt sắc. Cô gái ngốc nghếch, đừng làm những việc ngớ ngẩn nữa. Đừng có Pixie cho ta. Ôi không, hắn có làm bạn bị thương không? Hắn bắt được mình và hút lui sức mạnh, rồi giam những người khác vào nơi tối tăm. Và dùng nhà giam phép thuật để hút sức mạnh của các Pixie. Các Pixie còn sống không? Chỉ còn lại một ít thôi. Mình đã có thể giải thoát cho họ. Cố gắng mang họ theo nhưng không thể. Mình không nên rời khỏi họ. Tới đây nào. Tụi mình sẽ giúp bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau giải thoát cho họ. Bạn có thể tin tưởng tụi mình. Cơ góp. Người thu thập được tin gì chưa? Cái gì? Codex bị chia làm 4 mảnh hả? Người có chắc không? Đồ ngu! Ta biết được Pixie đó cất giấu một mảnh trong số đó. Những mảnh khác ở đâu? Magic! Tất nhiên rồi! Các học viện! Anh bạn Simon, từ thời niên thiếu chúng ta đã lựa chọn con đường khó khăn đầy thử thách. Thật ra, chim phượng hoàng. Trời đất ơi! Nó từ đâu đến vậy? Đám mây là bức tường của vương quốc mà. Ôi Romeo, Juliet của ta. Tại sao vậy Romeo? Hãy trẻ trung và đắm trong tình yêu nhé. Trong bóng tối của cây sồi cổ đại, sự yên tĩnh nâng niu tôi qua buổi chiều gió. Một cánh hoa rơi trôi nổi trong không khí. Các chị ạ, nếu chúng ta không thể hiện một cách nhiệt tình, họ sẽ không bao giờ cho chúng ta ra ngoài với hành kiểm tốt. Không thể nào, nó không có trong từ điển của chị. Chuyện gì vậy? Em không biết, nhưng em thích nó. Phải, có thứ gì đó kinh khủng trong không khí. Oh my. Tuyệt. Who are you? Người là ai? No question. Các người sẽ phục vụ cho bác chứ. Am I ever pleased to hear that? Em không tin là chúng ta đã được tự do. Ánh sáng không thể chịu nổi. Những bộ đồ ngu ngốc nữa. Đây này, chỉ là nó, lối này. Ôi không, mấy người canh gác. Nhận lấy này. Đạn ghét. They're immune to magic. They're immune to your magic. Em cảm thấy mạnh hơn rồi. Nó sẽ nhân đôi sức mạnh của ngươi. Hãy cho ta xem đi nào. Nào các em, bắt lấy chúng. Thì giác hắc ám. Cô ta khiến chúng ta mù rồi. Sử dụng đôi tay, hãy nhớ việc tập luyện của mình. Chúng thoát khỏi câu thần chú của Nassie rồi sao? Không đâu, chúng không biết khi nào phải bỏ cuộc thôi. Với sức mạnh như vậy sẽ dễ dàng lấy được ngọn lửa rồng thiên. Đồ ngốc, còn có sức mạnh kinh khủng hơn ngọn lửa rồng thiên nhiều. Mạnh hơn cả ngọn lửa rồng thiên sao? Đúng, nó sẽ là của ta, và cô nàng à. Do vậy là chúng ta mới gặp nhau đó chứ. Mình có cảm giác xấu. Trong tập phim tiếp theo, Layla, Bloom và Stella đột nhập lâu đài dưới lòng đất với sự giúp đỡ của các người hùng. Nhưng trong hang chứa đầy sự nguy hiểm, họ có thể cứu được các Pixies trước khi quá trễ không? Chúng tôi là Winx, công chúa phép thuật. Ăn những vì sao bằng quà núi và đại dương. Đó chính là chúng tôi, Winx, những công chúa phép thuật, bay qua những vì sao bằng quà núi và đại dương. Đó chính là chúng tôi, Winx, công chúa phép thuật.